đi về nha. Ủa này còn nguyên một. Ủa này kia nhiều quá trời. Để ổ kia sụp lép rồi. Còn cái 8 để coi thử được đúng cái biết ký 8 chưa được 2 ký. Còn cái 9 trừ ra chắc được 8 sẽ đây về lứa nào là dắt lứa đó nha. Có khách thì dắt, không được thì nhờ dắt giùm. Còn mà khách nào tự dắt thì đóng hợp chuyển đi. Còn đây là 400 ngàn một ký nha. Có ổ lớn có ổ nhỏ có. Xa cả tính theo ký. Chị em là mua cái mật ong nguyên cỏ này là khỏi sợ giả nha, tại này nó bảo nó còn nguyên trong ổ nè. Mua cái này mà sợ giả nữa thôi chứ không biết mua cái nào nữa. Ổ này nó đề chứ trời, sao khỏi đề ra. Ổ to kia đề nó chảy mật hết. Mọt đó nhiều không? Rồi, cảm ơn cả nhà nha.